Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh My Bitcoin. Thì hôm nay My có sự gửi tới mọi người dự án Aeris, nhận 5 token Aeris nha các bạn. Thì cái dự án này mình cũng sell rồi hôm trên kênh rồi, nhưng mình chưa làm video. Bây giờ mình sẽ làm video, mình hướng dẫn update cái video này cho các bạn làm nhé. Thì dự án này nó sẽ phân phối vào ngày 31 tháng 10. Và hiện tại thì con Aeris này đã list trên sàn LBank rồi. Thì với cặp là Aeris trên BTC thì ở dự án này các bạn sẽ nhận được là 5 token. Thì tương đương là khoảng 0.00069 là khoảng 7 đô mấy nha các bạn. Thì giá hiện tại nó cũng xuống rồi. Hồi hôm là giá 1 năm. Thì con này vừa mới list trên sàn LBank thôi. Thì để tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn vào link dưới phần mô tả video nhé. Sau đó các bạn mở cái form này ra giúp mình. Thì trên form thì đầu tiên thì chúng ta làm các nhiệm vụ sau. Đầu tiên thì các bạn nó yêu cầu là visit website này này. Thì các bạn chỉ cần ấn vào cái đường link này thôi nhé. Các bạn vào website của nó, các bạn xem sơ qua thôi, các bạn không cần đăng ký đâu. Website nó không có chỗ đăng ký đâu, chúng ta chỉ cần xem qua thôi. Thì sau khi xem qua xong thì các bạn quay trở lại cái form này. Tiếp theo thì chúng ta join vào nhiệm vụ tiếp theo là chúng ta join vào kênh Telegram channel của dự án. Chúng ta vào đường link channel Telegram của dự án này. Nhiệm vụ cũng đơn giản thôi các bạn. Chúng ta tiến hành join nhé. Sau khi join xong thì các bạn quay trở lại bot, các bạn quay trở lại form. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là join vào kênh group Telegram của dự án. Chúng ta tiến hành join vào group. Sau đó các bạn quay trở lại với cái form. Các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo là follow Twitter. Chúng ta ấn vào Twitter đây. Đường link Twitter này nè. Trên Twitter thì các bạn tiến hành ấn vào nút follow giúp mình nhé. Sau đó các bạn kéo xuống đây. Thì ở bài viết đã ghi này này, các bạn có thể like. Sau đó các bạn ấn vào nút chia sẻ. Các bạn retweet lại nhé. Chúng ta chia sẻ lại một cách trực tiếp. Sau đó thì các bạn quay trở lại form. Các bạn kéo xuống đây, chúng ta điền lại thông tin như sau. Đầu tiên thì các bạn điền lại địa chỉ email của các bạn nhé. Tiếp theo thì phần nó yêu cầu chúng ta là điền lại username Telegram. Username Telegram thì các bạn quay trở lại Telegram, các bạn vào phần cài đặt setting. Các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn nhé. Sau đó thì các bạn quay trở lại form, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon ở trước nhé. Nếu có dấu cách thì các bạn xóa dấu cách đi. Tiếp theo thì ở phần do full name, first name, last name này thì các bạn điền lại họ và tên của các bạn cho mình nhé. Sau đó thì Twitter username. Thì Twitter username thì các bạn quay trở lại Twitter. Các bạn quay trở lại tường nhà. Các bạn chọn avatar. Các bạn copy cái username ở dưới phần tên của các bạn lại. Cái trình duyệt này nó khó copy lắm các bạn ạ. Trên trình duyệt Safari của iPhone thì dễ copy, còn cái này nó cứ nhảy tùm lum tà la hết á. Đợi mình tí nhé. Không copy được luôn. Bạn nào mà dùng trình duyệt Chrome hay là Chrome gì đấy, hoặc là trình duyệt cao cấp này, thì các bạn có thể ghi lại bằng tay nhé. Tại thì mình copy không được, nó chỉ sao chép thôi. Các bạn copy lại cái username ở dưới phần tên của các bạn lại này. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán username Twitter của Twitter của các bạn vào đây. Các bạn nhớ thêm icon, cái icon nữa nha các bạn. Tiếp theo là địa chỉ ví ERC20. Địa chỉ ví thì các bạn dùng WeTrade Wallet hoặc là MetaMask hoặc là Mirror Wallet nhé. Các bạn copy lại địa chỉ ví ETH giúp mình nhé. Các bạn sao chép lại địa chỉ ví ETH của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại form. Các bạn dán địa chỉ ví của các bạn vào đây.
Sau đó thì phần Telegram username thách referral view này thì các bạn giữ nguyên giúp mình nhé. Và để lấy link red. Để lấy link red thì các bạn có thể vào các bạn có thể copy lại cái dòng này nè. Các bạn copy lại hết cái đường link này, sau đó các bạn thay cái từ là các bạn thay cái từ đây nè. Đây. Các bạn xóa cái từ Telegram username này đi, thay vào đó là cái username Telegram của các bạn là thành link red của các bạn thôi. Hoặc là các bạn có thể vào cái kênh Telegram của mình đấy. Trên kênh Telegram của mình đây nè. Các bạn copy lại cái link này. Các bạn ấn giữ vào, sau đó các bạn copy lại. Sau đó các bạn sao các bạn xóa cái tên của mình đi. Đây. Các bạn xóa tên của mình đi. Sau đó là thêm vào là username Telegram của các bạn thì thành link red của các bạn thôi nhé. Sau đó thì các bạn kiểm tra lại tất cả các thông tin các bạn đã điền đầy đủ hết chưa. Sau đó thì các bạn kéo xuống đây. Các bạn có thể bật lại lên thì nó sẽ gửi một bản mẫu về Gmail cho các bạn nhé. Sau đó các bạn vào nút gửi, chúng ta tiến hành gửi form đi. Vậy là chúng ta sẽ cần xác nhận captcha nữa nha các bạn. Chúng ta xác minh. Thì như vậy là mình đã hoàn thành xong cái form. Thì như vậy là video mình hướng dẫn các bạn nhận 5 token Elrix từ dự án Elrix đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.